Hello mọi người, hôm nay thì buổi chiều mình không có đi chợ nên trong tủ lạnh còn cái gì mình sẽ lấy ra làm một ít nha. Rồi còn mấy bịch lạp xưởng mới mua. Thôi chắc hôm nay ăn lạp xưởng quá, với thêm miếng khô cá bò. Rồi ok, giúp vậy nha. Lạp xưởng thì mình sẽ rim nước dừa, còn khô cá bò thì sẽ chiên sơ nha. Cái miếng khô gì mắc cười ha mọi người, toàn thấy xương không à, mà ăn ngon lắm nha. Cái con này là đặc sản luôn đó. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra để chiên nè. Loại này người ta phơi rất là khô rồi và đã tẩm ướp gia vị nên mình chỉ cần chiên sơ thôi nha. Mình sẽ để dầu sôi và để vào chiên như là chiên bánh phồng gì đó. Người ta ép cái con khô này lên một miếng bánh tráng nên lúc mà chín á nó sẽ giòn giòn, ăn rất là ngon. Mùi vị rất là thơm ngon, cái này mà có tương ớt chấm vào là ok lắm đó. Cách rim nước dừa thì cũng như là luộc nước vậy đó mọi người. Mọi người đợi nó gần cạn rồi bắt đầu lăn này nha. Rồi ok, sau thời gian chờ đợi thì các món đã hoàn thành rồi nha mọi người. Cái này mình sẽ ăn cùng với cơm nóng và một ít đồ chua nhà làm nha. Rồi mời mọi người ăn cơm với gia đình mình.